bị phạt thẻ đỏ vì đánh trọng tài, Văn Quyết phân bua điều gì? Tại trận đấu thuộc vòng 7 V-League 2023 diễn ra vào tối 17 tháng 4, Hà Nội FC thất bại 1-3 trước Topelland Bình Định. Trận đấu này có tình huống đáng chú ý về chuyên môn là trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành có tác động khiến Topelland Bình Định được hưởng một quả phạt đền và nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62. Sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã có hành động thúc cùi chỏ vào người trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành và ngay lập tức bị trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ. Tổ trọng tài đã có báo cáo về hành vi xâm phạm thân thể trọng tài của Văn Quyết. Giám sát trận đấu và giám sát trọng tài cũng đã bên bản để báo cáo lên VPF và VFF. Một đại diện của VPF cho biết, ban tổ chức V-League 2023 sẽ không bỏ qua bất cứ hành động phi thể thao nào của các cầu thủ và nhiều khả năng Văn Quyết sẽ phải nhận án phạt nặng. Tuy nhiên khi lên tiếng về sự việc này Văn Quyết chia sẻ, khi kết thúc trận đấu quan văn chuẩn và Bùi Hoàng Việt Anh có tranh luận với trọng tài. Tôi xuất hiện để can ngăn và cũng có tranh luận với trọng tài. Anh Nguyễn Lê Nguyên Thành có thể đã hiểu nhầm tôi. Sự việc đã xảy ra và tôi mong ban trọng tài thông cảm.